Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại Vinh đang có mặt tại mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh. Và bây giờ là 7 giờ sáng thứ ba ngày 2 tháng 5 của chú anh chị. Và sáng hôm nay thì cũng có cô chị cũng vừa đến để thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Phía trước thì có cô. Dạ con chào cô. Cái đó là cái kinh là cái kinh đó là cái kinh là biệt vực. Dạ. Cô ở đâu đến cô? Ở ngay chỗ Tổng Thị Phương đó con. Dạ. Tổng Thị Phương con biết không? Dạ. Ở ngay quốc lộ 13 đó. Dạ dạ biết. Ngay cái cây xăng tiến không á. Dạ. Cô vừa đến đó cô? Đến đây hồi thử. Cô đi hồi 6 giờ kém 10. Cô tới đây lúc mấy giờ con? Bình nhớ. Sao là sáng 7 giờ? Cô tới đây hôm 7 giờ cứng rồi đó. Dạ. 7 giờ. Cô đến với ai cô? Cô đi mình. Cô đi mình ạ? À? Dạ. Lúc đầu thì rủ mấy đứa lại đi, nhưng sau này thấy xa quá. Dạ. Cô đi mình. Dạ, cô thắp hương cho chú chưa? Dạ. Vậy là cô đi một mình, cô đi xe máy một mình ha? Cô đi xe máy mình, cô khỏi thăm đường cô đi á. Dạ. Nói chung, hồi cô còn trẻ, hồi còn mới lấy chồng á, thì cứ nghe giọng hát cô chú năm 90 đó. Dạ. Không biết vào năm 90 là chú nổi ghê lắm đúng không? Dạ. Rồi phải là chú mê giọng hát thôi chứ không có biết mặt biết mũi gì hết trơn á. Dạ. Nghe giọng hát lắm, ngày nào cũng ẩm con đi nghe hết trơn á. Dạ. Ở nhà không có điều kiện để nghe, không có đài. Dạ. Sau này nghe chú mất, tự nhiên cái dòm tinh hình á. Dạ. Dạ. Nên ngày nào từ bữa chú mất tới nay, ngày nào cô cũng tranh thủ mở hình của ảnh chú ra coi thấy. Thấy thương mà thấy nhớ. Dạ. Thấy ảnh hiền lành mà thấy gần gũi chân rồi. Dạ. Thấy mình thương. Hôm qua với hôm kia là rất là đông luôn á cô. Dạ. Cô tính đi với 30 á. Dạ. Cuối cùng đi không được. 30 lễ rồi là em rồi nó tới nhà nó chơi. Dạ. Rồi hôm qua tính đi cái rốt cuộc cái dạy trẻ mất. Dạ. Cái xong bữa nay cương quyết phải đi cho được. Cái ngày mai là phải đi làm rồi. Đi làm vô làm là không có thể đi đâu được hết. Dạ. Cô thứ mấy cô? Thứ ba. À, cô thứ ba, dạ. Hôm qua cũng lỡ cũng rất là đông luôn, với hôm kia rất là đông luôn cô. Dạ. Cô coi trên mạng cô thấy đông, tới 30 thấy đông rất là đông. Dạ. Cô một mình cô đi mà sáng cô tranh thủ đi sớm à. Cô tính đi sớm lắm chứ không phải đi canh này đâu, nhưng cô sợ xuống đây sớm quá không có ai, cô sợ. Dạ. Đâu có nghĩ là có mấy con mà đi sớm cỡ này đâu. Dạ. Nên cô nói chứ cô tính là xuống này thiệt là sớm nha, cho nó mát mẻ. Dạ. Rồi đi về cho nó sớm. Nhưng mà cô nói chết xuống không có ai, có một mình sợ chết luôn ạ. Dạ. Nghĩ vậy đó. Cái mấy bà nói chứ thôi để chờ mấy bà đi về quê, mấy bà lên rồi là sớm nhau mà đi luôn. Dạ. Cô thấy chờ này chờ nọ thôi cô đi. Cô đến thấy mộ chú sao cô? Thấy ấm cúng ha. Dạ. Rất là đẹp luôn hả cô? Thấy ánh cuốn. Dạ. Cô có gặp chú ngoài đời lần nào chưa cô? Chưa. Dạ, chưa. Thì cô nói với con là cái hồi còn trẻ thì dạ, cô nghe giọng hát là cô mới mộ giọng hát nha. Dạ. Cô nghe giọng hát cô cũng lên thật, cô thích lắm. Dạ. Cô nghe cho bằng được. Mà cô nghe hoài luôn mà cô không biết chán. Biết tới khi chú mới mất nè. Dạ. Thì cô mới biết mặt á. Dạ. Cái hồi thì cô không biết mặt, nói thiệt là cô không biết mặt. Dạ. Là từ khi á là nghe ha, ảnh nói có là coi như là tự nhiên cứ về cái mở máy ra coi á trên TikTok á, tự nhiên cái thấy buồn hả? Mà thấy dạ, buồn, thấy dạ, thấy nhói trong lòng mình, y như người thân của mình vậy đó. Dạ. Thấy thương thấy ảnh hiền. Dạ. Hiền lành mà gần gũi. Dạ. Thì nói chung là chú mắt là ai cũng yêu quý hết á cô. Dạ. Nói chung á, mình đồng ý là không có phải gì là người thân của mình nha. Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, nhìn lại nhiều khi cô cũng rơi nước mắt. Dạ. Mình thấy thương cho một nghệ sĩ tài hoa mà có sống có một mình, không có vợ không con á. Dạ. Mà thấy mình thương. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Dạ, ơi, con. Dạ. Phía trước giờ có cô với chị cũng vừa đến, con chú anh chị.
Thì sáng hôm nay thì cũng rất là ít người đến thắp hương ở chúng ngự sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Hôm qua với hôm kia thì lỡ thì rất là đông luôn của chú anh chị. Sáng hôm nay thì thứ ba cũng rất là vắng người luôn của chú anh chị. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Vinh được phát triển hơn của chú anh chị. Chen giờ cũng còn sớm cho nên là mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh cũng vắng người đến đó cô chú anh chị, cũng còn sớm quá cho nên là mọi người cũng chưa có đến đông cô chú anh chị. Và sáng hôm nay thì trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh là có dĩa trái cây của chú anh chị. Mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh sáng ngày hôm nay rất là đẹp luôn cô chú anh chị, rất là nhiều hoa của các cô chú ở xa đến viếng luôn cô chú anh chị. Bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn thắp chú nghệ sĩ Vũ Linh cây nhang của chú anh chị. Hiện tại bây giờ thì mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh cũng rất là vắng người đến đó cô chú anh chị. Ngày hôm qua với ngày hôm kia ra là lỡ thì rất là đông luôn cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là có cô cũng vừa đến cô chú anh chị. Dạ con chào cô. Có nhang không cho nước Dạ nhang đây cô. Dạ. cái nhang chóng rồi. Cô ở đâu đến cô? Đây ở Bình Dương. Dạ cô ở Bình Dương ạ. À? Dạ. Cô ở Bình Dương vừa đến cô chú anh chị. Hôm qua lỡ rất là đông luôn á cô. Dạ. 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 Hai cô từ Đại Nam đến cô chú anh chị. Chen giờ cũng còn sớm cho nên là cũng chưa có người đến thắp hương đông cô chú anh chị. Sớm nữa Dạ, cô đi sớm lắm rồi cô. đây đây nó gần mà chạy uống thuốc à. Dạ. Hai cô đang đốt nhang đã chuẩn bị thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Vinh được phát triển hơn của chú anh chị. Hả? Kêu đi muộn cho xong đi. Cô đến mộ chú mấy lần rồi cô? Mới đi
Mở đây lần đầu đây hả cô? Dạ. Dạ. Hình của chú được các cô các chị ở xa gửi đến thăm viếng rất là đẹp. Dạ. Thôi giờ Vinh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Vinh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Và cô chú anh chị và các bạn cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Vinh được phát triển hơn cô chú anh chị.